Kính chào quý vị và các bạn. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay có mưa to cục bộ, trong khi đó nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Nóng nhất là ở tại Hòa Bình, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên. Đây là những nơi mà ít mây nhất trên cả nước và có nắng chói chang. Quý vị có thể thấy rõ hơn qua ảnh thực tế tại thủ đô Hà Nội thì ngay từ sáng trời đã rất quang mây và có nắng mạnh. Lúc 10 giờ sáng thôi thì nhiệt độ đã tăng lên mức nắng nóng 35 độ. Dự báo là đến đầu giờ chiều nay thì nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm và có thể lên tới 39 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiều nơi khác ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ như là tại Hưng Yên, Ninh Bình hay Hòa Bình thì cũng có nắng nóng gay gắt 38 đến 39 độ. Còn với Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái hay Việt Trì trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Còn ở miền Trung thì dự báo là những điểm nắng nóng nhất thì sẽ phân bổ ở khu vực phía Bắc với các thành phố như là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Hới và Huế trong khoảng từ 38 đến 39 độ. Ở nửa phía Nam thì đỡ gay gắt hơn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Tuy Hòa 35 đến 37 độ. Trong khi đó thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay tiếp tục có mưa trên diện rộng và có những điểm có thể lên đến 50mm. Quý vị cần đề phòng với ngập úng cục bộ ở khu đô thị và những vùng trũng thấp. Ngoài ra thì sấm sét và dông lốc cũng có thể đi kèm trong cơn mưa. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa dự báo chiều nay có mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh có thể lên tới cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay.